chào quý vị và bà con ngư dân. Hiện nay trên hầu khắp các vùng biển của nước ta đang tồn tại những đám mây dông gây thời tiết xấu không thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Dự báo trong 24 giờ tới thì trời vẫn còn mưa dông nhiều, trong cơn dông vẫn có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Ra đến khu vực Biển Đông thì tại đây thời tiết cũng không khả quan cho lắm. Cũng do sự phát triển của những đám mây dông nên tại đây trời nhiều mây, có mưa dông mạnh, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy và gió giật mạnh nên không an toàn cho hoạt động hàng hải cũng như là việc đánh bắt của bà con ngư dân. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ trong 24 giờ tới, thời tiết tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, mưa dông liên tục xảy ra, đặc biệt là trong thời điểm đêm và sáng là lúc mà mây dông xuất hiện nhiều nhất, gây ra mưa với lượng khá trên khu vực. Mặc dù gió đông đông nam thổi đều với cường độ mạnh cấp 4 cùng sóng biển cao không quá 1,5m, tuy nhiên thì do mưa dông khiến cho tầm nhìn giảm thấp, kèm theo gió giật mạnh làm chao đảo tàu thuyền nên khuyến cáo bà con là hạn chế ra khơi đánh bắt trong khoảng thời gian này. Tương tự như vậy, tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, trời cũng nhiều mây và có mưa dông. Lưu ý thêm là nhiều khả năng thời tiết mưa dông còn kèm theo cả lốc xoáy và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền, đặc biệt là với thuyền có trọng tài nhỏ. Gió tại đây cũng thịnh hành hướng đông đông nam với sóng biển cao dưới 1,5m. Còn tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, tại vùng biển này cũng duy trì gió đông đông nam với cường độ mạnh cấp 3, cấp 4. Sóng biển thì chỉ cao từ 0,5 cho đến 1,5m. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dải mây dông vắt ngang qua khu vực nên thời tiết tại đây xấu, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy. Vì vậy, bà con ngư dân cần hết sức thận trọng khi hoạt động trên vùng biển này. Xuống đến vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý. Tại đây thì gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4. Sóng biển không vượt quá 1,75m nên không gây biển động. Mưa dông xuất hiện vào chiều và tối khiến cho tầm nhìn bị giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và có thể sẽ có gió giật mạnh trong cơn dông nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các tàu nhỏ và thuyền thúng câu mực của bà con ngư dân. Dọc theo vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, trong 24 giờ tới, gió tại đây thịnh hành theo hướng Tây Nam có cường độ mạnh hơn vào chiều tối, có thể sẽ đạt đến mức là cấp 5, nên đôi lúc sóng biển cao xấp xỉ 2m. Ngoài ra, thì thời tiết ở vùng biển này cũng xấu hơn tại khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận với những cơn mưa rộng, dông mạnh xuất hiện vào chiều và tối. Nhìn chung thì thời tiết không thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản của bà con, cũng như là những chuyến tàu ghé thăm Côn Đảo vào ngày mai. Sang đến vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Tại đây, gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ chỉ trong khoảng là cấp 3, cấp 4. Sáng và trưa biển chỉ gợn sóng nhẹ, thời tiết thuận lợi cho những chuyến tàu ra khơi. Tuy nhiên thì đến chiều thời tiết lại nhanh chóng chuyển xấu, mưa dông xuất hiện kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nên bà con ngư dân cần lưu ý. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan thì thời tiết nơi đây cũng không khác biệt đáng kể so với khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang. Gió Tây Nam tại đây cũng duy trì cường độ trong khoảng là cấp 3, cấp 4. Thời tiết ổn định vào buổi sáng và trưa, nhưng mà đến chiều thì mưa dông lại xuất hiện với vùng mưa lớn tập trung ở phía tây của khu vực này. Tại khu vực phía bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, với sự phát triển mạnh của những đám mây dông nên trong đêm nay và ngày mai, tại khu vực phía bắc của Biển Đông thời tiết vẫn xấu, trời nhiều mây, có mưa dông mạnh kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc xoáy và gió giật mạnh nên không an toàn cho hoạt động hàng hải cũng như là việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân, nhất là đối với phần phía tây của vùng biển này, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa. Còn tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc thì gió tại đây có hướng Tây Nam với cường độ trong khoảng cấp 4, sóng biển không cao quá 2m. Tuy nhiên, dự báo đêm nay và ngày mai thì trên hầu khắp khu vực này, đặc biệt là phần phía Tây trở vào các vùng biển ven bờ của khu vực miền Trung thì thời tiết xấu, có mưa dông mạnh nên bà con ngư dân cần thận trọng khi mà khai thác hải sản trên vùng biển này. Cuối cùng là khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Tại đây, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, có lúc cấp 5. Trời cũng nhiều mây và có mưa dông. Trong cơn dông có thể sẽ có gió giật mạnh, nên thời tiết cũng không thuận lợi cho hoạt động hàng hải trên vùng biển này vào ngày mai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.